Hello mọi người, hôm nay mọi người đi theo mình đập hộp máy bay phun thuốc T10 nha mọi người. Nặng à? Khiên ơi, khiên phụ ơi. Sao không nghe báo ta? Giới thiệu với mọi người, đây là máy bay phun thuốc T10. Đây mấy anh em mình mới nhận, chưa có khui luôn. Thì ở đây là pin nha mọi người. Đó. Còn ở bên đây là máy sạc. Còn trên đây là này, ở bên công ty hỗ trợ cho mấy anh em mình đây. Rồi ok, bây giờ mình khui đồ ha. Dạ, khui đồ. Đủ ha. Đồ luôn á, bằng cả. Từ từ hàng cái bả vậy. Đừng có rung. Ok. Cái này là dây đeo. Đeo. Chú sạc. Chú sạc luôn. Chú sạc. Còn cái này chưa sạc nhưng tay cầm. Cái sạc tay cầm luôn. Cái sách hướng dẫn. Dạ. Tay cầm mình tăng hả? Tay cầm đó hả? Chui nữa nè. Cũng đâu có nhỏ đâu mày. Dạ. Cứ để mất rồi hồi bỏ máy bay lên. Lật ngửa mất lên. Không lắc. Lấy miếng mất dưới nè. Lắc cái thùng để máy bay lên cao. Chị đi rồi một hồi cái mình lấy cái thùng rồi. Lấy thùng ra, lấy thùng ra. Đây đây đây. Lấy cái thùng này luôn vậy. Mót này nó không có cần. Để vô thùng có thùng này. Để dưới giờ mới thấp. Đi. Để cho cái thùng này lại. Để thùng vậy đó, coi nó sẽ hạ. Rồi, cái đó. Coi vậy nó đã. 4 cân. Nước đánh nè. Sửa cái đầu ở ngoài á. Sửa cái đầu. Đẩy ra ngoài giữa luôn, quay vòng vòng chi tiết luôn. Đẩy cái thùng ra giữa này. Đẩy ra. Chi tiết luôn ha. Tuy mùi thấy ngầu quá ha. Alo. Má rồi. Ê. Bên. À, nó thiếu vậy đó. Mini hai nấc. Nhẹ hơn cục một bên không anh? Nhẹ em ơi. Nhẹ hơn. Nhẹ hơn. Nhẹ hả? Mày chở vậy ha. Dạ. Ủa cục này lơm ơi, mấy ông chú ruộng không biết nó cặp táp điện tiền các bạn. Nhẹ con hơn hả? Cái lọt xong rồi nó đi ngược. Ủa này bên tay nó gắn vô cái đầu cao nó có đụng cái thằng này không anh? Là vừa luôn á hả? Cái thằng là đố ấy của nó hả? Cái chân nó cứng hả? Chân vậy là cứng lắm á. Nó có cái tên tính nào thăm gì? Một bình giới nha mọi người. Cho họ sao không hỏi hai bình giống mình ta. Hai bình nó đồ vào trong máy một bình rồi. Rồi đúng không? Có đúng rồi. Hai bình nhớ là hai lần rồi. Vậy phải để cái vỏ là cho ta biết mới được. Nhớ. Đâu nghe. Nó nặng cái máy à. Trong cái bình này có nước máy mà. Nó xài được hai bình. Nó xài á, khi mà muốn đề nó thì nó chỉ có cắm cái này của số 1 này. Cắm vào nó mới đề được. Cái cửa số 2 không được. Cái cửa số 2 là nó không đề được. Bình yếu như quá là đề nổi không? Được không? Cái này xong mở pin. Mở pin như mở máy bay trên kia luôn. Đúng rồi. Dạ thôi. Vậy thử nó sạc có hả? Nó sạc có. Tôi phía nào nó sạc thì nó đầy. Giờ anh có cắm hai viên pin vào thì khi nào nó cũng sạc xong cái cục này nó sạc có cục thứ hai. Đó. Cái này
nó là sọc nhanh, nói chung là nó là sọc nhanh. Cái đầu màu đi nước. Dạ. Cái màu đi nước mỗi thứ hai. Dạ. Xe không là một cục. Nhưng mà gắn vừa là hai cục. Đúng rồi. Gắn ngay mà chỉ là nước mình đang nói nó đó, giờ nó mới sạc nè. Sao có xăng đổ xăng thì sạc pin đi luôn, lắp cái máy. Đúng rồi, sạc máy luôn rồi. Tao đang cầm cơ luôn này không vừa đã không? Có không đổ luôn. Giật thử luôn có sao? Dừng chạy ra. Pin cho ta có đề chứ. Để đâu cần. Để cho biết không có đề chứ có sao. Khoan khoan để xíu. Đơn giản vậy. Ừ, nó bóc là ngay cấp là. Nó đơn giản dữ trời. Thôi giận rồi, cái này khổ quên đó. Sướng ha, sướng à. Ồ, kiểu này là mai mốt nói, ê mày bắn lắm bóc chưa là biết rồi đó nghe. Cái bật vậy đó. Đó là thế là mình lỡ rồi, bật ra. Không được chứ. Đó nè. Thử bình lên coi. Cái thằng của radar nó ấy hả? Nó hai chân hả ta? Mốt phải xả hết nước này mới được. Bình miếng gì xíu. Bình lít 8 lít mấy à, 9 lít à. Nhóc luôn mới chín lít. Đổ bia vô đó rót. Dạ, bây giờ sạc pin cách máy ha. Thank you.